MC vị tranh mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Ủa, đi sổ anh không? Không, bí kíp của người ta giống. Ghi gì trong nó, giờ chương trình thấy hết rồi. Hôm nay mình phải nâng cấp cái quyển sổ của mình một tí xíu. Thì ai biết cái quyển sổ này thì... Thế anh sinh năm bao nhiêu ta? Cái chị hỏi là cái dây bên phải. Dây của em là mua chợ Kim Biên. Dây của em mua trên AliExpress. Ây da. Quá trời hai người. Hiểu ý. Ủa, cái sổ anh không? Chết. Rồi. Rồi, xong rồi. Bị hắt rồi. Bộ, bí kíp của người ta giống. Ghi gì trong nó, giờ chương trình thấy hết rồi. Có thể bật mí được không anh? À? Mình mặc all black để làm gì trong Death Note. Cái gì? Sau khi cái vòng 1 mình bị chày da chóc vẫy bởi những cú va chạm, cho nên là kỳ này mình sẽ để cuốn sổ này ở đây. Chính thức là sổ ghi hận. Hả? Chính thức là sổ ghi hận. Vâng. Mình đã biết hết tên và ngày sinh của các vị huấn luyện viên và giám khảo ở đây rồi. Cho nên là tự tin va chạm. Hôm nay mình phải nâng cấp cái quyển sổ của mình lên một tí xíu. Thì ai biết cái quyển sổ này thì... Thế anh sinh năm bao nhiêu ta? Thế anh sinh năm bao nhiêu ta? Suy nghĩ gì? Tính toán quá, chiến thuật quá. Thô điếp quá. Hả? Trạng thái của mình bây giờ là có căng thẳng không? Không mà, trạng thái mình bây giờ đang rất là háo hức, rất là mong chờ để được showcase những cái thành quả và tám thí sinh của mình mà mình cũng như là Ma Siêu đã lấy vào trong những tuần qua. Mình dự đoán là mình sẽ nhận được bao nhiêu nón vàng? Giám khảo và huấn luyện viên chúng ta cùng nhau check mic để mà chúng ta quay hình luôn ạ. Yo. Andrew. À. Sao? Ở trên mạng các bạn đang kiểu bảo em trả vòng cho anh Andrew đi. Các bạn ở trên mạng đang bảo mình trả vòng anh Andrew đi. Nhưng mà anh Andrew tặng mình mà, sao các bạn cứ đòi? Làm gì thì cái cũng là vòng của mình rồi đúng không? Ba, nhìn là cái vòng hiện tại đang ở đâu? Sao? Dây chuyền bự hơn vậy? Casting cho chị coi coi. Cho chị hỏi là cái dây bên phải, dây của Đức là mình là nguồn gốc của nó. Dây của em là mua chợ Kim Biên. Đứa chuyền mình phe lại đi đứa chuyền. Dây của em mua trên AliExpress. Ây da. Quá trời hai người. Hiểu ý. Ừ. Là casting chưa? Hết rồi đấy. Nghĩa là mua từ nước ngoài. Chán thiệt. Nhưng mà chị thấy sáng không? Sáng. Đây là lóa vậy. Anh em mình đổi. Đổi đi. Chị thấy hợp lý á. Đổi đi. Thôi để tên. Nếu như mà cũng không có giá trị mấy thì mình cứ đổi đi chứ có gì. Tôi là fan của ông. Giữ tết mà. Tôi chắc một chuẩn em mặc được không? Này tôi chắc được ba. Cái gì hư? Ví dụ mình có thể là gọi là truyền một cái ví hay chia sẻ cái tip nào để cho bạn mình sắp thi nè.
đó thì không biết nữa, nhưng mà tôi nghĩ là hết mình tự tin thôi, còn kết quả sao thì đó số rồi. Dạ chắc chắn rồi. Là người bạn của mình cũng ít khi gặp ở ngoài mà vô chương trình là chọc hoài luôn chán nha. Thôi bye nha, kỳ là cảm ơn. Bye. Tại sao là cái sự đúng hẹn này giao lại đi nào. Cái này là money team, còn mình là the ticoi. Trong cái này mà không về team này nó thì về team nào đúng không anh? Thật ra là mọi người cũng đang thắc mắc là cái lắc của mình đưa cho Rai thì mình cũng có muốn lấy lại hay không, chứ mọi người đòi Rai quá, đòi Rai trả lại cho anh ấy. Đã tặng là tặng luôn. Cái lắc ấy đã thuộc về mình rồi, nó đi đâu là theo mình nhá mọi người nhá. Biết đâu biết đầu tí cứu đấy. Ấy da. Yeah, the money team. Either or. Đúng rồi hả? Idor. Idor, hey, I'm happy with Idor. Ở phía dưới xong chưa? Muốn nói nhiều mà nói không được. Này không muốn nói lắm luôn á. Nhưng mà giờ thôi cô động lại một lời để muốn nói nhất là bây giờ là lời gì? Muốn nói nhất à? Không, lúc em muốn tranh luận. Muốn nói về thí sinh nhưng không nói được. Không biết tại sao ngày người quan trọng nó lại bị như vậy. Đúng không? Hay học trò của mình. Ok. Trời, tiến bộ hơn rồi đó. Ok. Quá em kia chẳng biết sao. Ngày mai thì sao bạn? Chắc chích cái gì đó cho nó hết. Không hiểu rồi. Chưa bây giờ mà tài ở dưới mặt. Sao? Thì vậy làm ok. Ok, ngồi cái vàng là đúng rồi đó. Cái vía đó ok. Chết luôn.
20 giờ xem gì trên V Channel. Thứ hai, 3, 4 đón xem Hoa Vương. Thứ sáu, đừng bỏ lỡ Người Ấy Là Ai mùa 5. Thứ bảy, chạy cùng Rap Việt mùa 3. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ, xem sớm nhất trên ứng dụng V.